Mời gọi mọi người lấy đi 750 chú chó nhồi bông dễ thương trên biển quảng cáo. Chiến dịch truyền thông điệp dừng nhập khẩu chó cảnh bất hợp pháp. Việc nhận nuôi những chú chó cảnh có nguồn gốc không rõ ràng gây nên rất nhiều hệ lụy. Thậm chí là người nuôi có thể bị mắc các cái căn bệnh truyền nhiễm từ chúng. Do đó, tổ chức phúc lợi cho động vật Dorchess đã triển khai một biển quảng cáo đặc biệt tại Sheridan ở London để cảnh báo mọi người. Billboard được tạo thành từ 750 chú chó nhồi bông đồ chơi, kèm theo thông điệp mời gọi mọi người hãy lấy về nhà. Đặc biệt là trên mỗi chú chó nhồi bông sẽ có đeo một vòng cổ và một tấm thẻ chứa thông tin dẫn đến một trang web, nơi sẽ hiển thị thông tin của những chú chó đã nhập lậu vào nước Anh. Khi 750 chú chó nhồi bông được mọi người lấy đi hết, trên biển quảng cáo lộ ra một thông điệp kêu gọi mọi người hãy dừng hoạt động nhập cảnh trái phép này và hiển thị trang web để mọi người truy cập. Chiến dịch đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới truyền thông cũng như đông đảo người dân nước Anh. Trên mạng xã hội, hashtag buôn lậu chó con cũng được mọi người nhắc đến và thảo luận vô cùng sôi nổi. Việc tạo nên biển quảng cáo tương tác rất kỳ công, nhưng hiệu quả thu được từ chiến dịch của Dorchess là vô cùng tuyệt vời và đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của mọi người. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chơi nha!